Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay mình sẽ dành tặng các bạn một trận gian, mình sẽ mua kỹ năng cho tất cả các bạn. Đấy rồi, chiêu 2 đánh thương một cái, chiêu 2 tiếp kích hoạt chiêu 3 rồi, chơi tốc biến rồi, kích hoạt chiêu 3 rồi, chiêu 2 ra đi. Đơn giản chứ nói như vậy rất là khó hiểu đúng các bạn. Thôi được rồi, từ từ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách combo cơ bản thôi của vị tướng Gián, thì đó cũng là nâng cao của Gián rồi. Thì clip này khi đối đầu với tất cả các vị tướng của team địch có hiệu ứng khống chế rất là cao, cho nên để mà nói Gián trận đấu này rất là khó chơi. Khi tất cả các bạn cầm một trận đấu Gián mà khó chơi như thế này thì ngoài cái việc các bạn đi ganh cho đồng đội ra thì các bạn không thể nào đi đơn lẻ để bắt lẻ được. Bởi vì rằng, Vera này cũng rất là khó bắt, Rioma khó bắt, và đặc biệt thêm Guerra, và đặc biệt bộ đối xạ thủ cũng càng khó bắt. Từ từ, pha này lao lên, rồi, chiêu 2 đánh thương một cái, rồi từ từ, kích hoạt chiêu 3 nào. Rồi từ từ, chờ một chút, kích hoạt chiêu 3, bạch, mít rồi, ôi dồi ôi, không sao hết, hay quá, chiêu 2, rồi từ từ, bắn sướng à, chiêu 2, trừng phạt, bạch, một mảng ngon lành, ui. Thực sự trận đấu này mình đã biết là cái bản thân của mình không thể nào đi bắt lẻ được thằng Kera, hoặc là không thể đi di chuyển đơn lẻ đầu game. Thì mình sẽ đánh cùng đồng đội, đặc biệt thằng Đài Rắc là một vị tướng nó đánh rất là hay các bạn nhá. Đài Rắc đánh rất hay. Khi các bạn gặp một trận đấu như thế này thì yêu cầu mong các bạn hãy farm thật nhanh để lên level 12. Vì mình đã nói rất nhiều rồi, Gián level 12 là thời điểm mạnh nhất của vị tướng Gián. Đến thời điểm bây giờ có nhiều bạn nào hỏi là anh ơi, vì sao Gián level 12 mấy mạnh anh? Cái đấy thì được rồi, mình sẽ trả lời luôn. Đó chính là mỗi khi nâng cấp chiêu 3 thì Gián được cường hóa một lần. Đấy, thì nôm na khi chúng ta nâng cấp 3 lần thì chúng ta được cường hóa được 3 chiêu các bạn nhé. Là khi các bạn dùng chiêu 3, các bạn được dùng nhiều lần trong combat. Và Gián là một vị tướng nên nó đánh dài hơi rất tốt. Và đặc biệt rằng khi level 12 kết hợp với 2 build trận phải của Gián nữa, thì lúc đó mình khuyến các bạn hãy có mắt tổng. Còn bây giờ các bạn sẽ phản gánh. Đấy, kích hoạt chiêu 3 rồi, bạch một phát. Đấy, chiêu 2 đánh thương. Rồi, combo của Gián như sau. Khi tất cả các bạn lao vào bất kể một cái pha giao tranh nào, hoặc cố tình đánh nhau, thì hãy kích hoạt cho mình chiêu 3 đi. Kích hoạt chiêu 3 xong như nào ạ? Xong các bạn đánh thương cho mình một cái. Rồi các bạn tiếp theo sẽ dùng chiêu 2 đánh thương một cái. Rồi dùng luôn chiêu 1 và tiếp tục chiêu 2 đánh thương một cái. Đó là xong một cái bộ combo cơ bản hoặc nâng cao của vị tướng Gián luôn các bạn nhá. Đây rồi, còn chiêu 2 các bạn nhá. Ôi, thằng bé đá tàu chơi mình luôn. Rồi bắt mát, leo lên. Ôi hay quá các bạn ơi. Đấy, team địch thì hầu như đang bị cuốn vào cái lối chơi của mình thôi, nhưng không sao, đang còn rất ngang cơ các bạn nhá. 12-9 nữa các bạn ạ. Team địch đang còn rất là mạnh, cho nên là không thể nói đến được cái vấn đề gì đâu. Rồi, clip này mình chỉ muốn nhấn mạnh cho tất cả các bạn, khi Gián đối đầu rất yếu với một trong một đội hình mà có nhiều hiệu ứng khống chế như là Rioma. Rồi cái pha này mình chơi nó luôn. Đấy con chiêu 3 đấy, đấy ngon lành như các bạn. Kill Đài Rắc hay quá rồi, tuyệt vời Đài Rắc. Rồi pha này cấn lại luôn. Đấy mẹ mày láo thật tối, cái pha Đài Rắc nó cứu mình, cái pha đẹp thật đấy anh em ạ. Chỉ cần không có cái tường là thôi là mình chết rồi đấy. Đấy cái pha này mình quay là thích lại cái chiêu 2 nội tài, may quá các bạn ạ. Rồi nội tài thì chắc mình sẽ không cần phải nói quá đâu, bởi vì đây là clip rất nhiều mình nói với Gián rồi. Clip này thì mình chỉ nhấn mạnh hai điều thôi, đó chính là một combo, và khi đối đầu với những cái vị tướng mà khi các bạn cảm giác yếu thế hơn team địch thì các bạn hãy vận dụng nó cho mình farm và phản gánh cùng đồng đội. Đấy các bạn tận dụng mình hai cái điều đấy thì chơi Gián khi gặp những cái vị tướng đấy các bạn chơi rất mạnh. Còn clip này thì mình sẽ đặc trưng là đánh từ kỹ năng cho các bạn xem sâu những cái kỹ năng của Gián cho các bạn xem thật đà mắt thôi. Gián là một vị tướng combo gọi là đẹp mắt bậc nhất liên quân mobile hiện tại để bây giờ so với những vị tướng Nakaros ơi, hoặc những vị tướng trùm kỹ năng như Floor. Đấy là những vị tướng đẹp mắt hiện tại bây giờ. Thì mình level 13 và có 2 bureau trận phải rồi. Đấy là cái thời điểm mạnh nhất của Gián, mình khẳng định các bạn late game không mạnh bằng thời điểm này, bởi vì late game team địch có đô. Đấy, ở giây phút này phút thứ 8 team địch chưa có đô mà team mình có 2 video rồi thì nó sẽ rất là mạnh. Đây lao lên luôn các bạn nhá, cái khoản chưa bán này. Rồi từ từ, đây rồi lao lên rồi con chưa bán này, lao lên bạch. Trời ơi nó mạnh,
Nó mạnh gì gì luôn anh em, nó quá mạnh luôn. Và quên đi một điều, các bạn ơi, các bạn nào có nhu cầu mua nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số điện thoại Zalo của mình để mình tư vấn nhá. Rồi một tuần này không bán được một cái nick nào, tình hình cái KPI thì nay đi hỏng, KPI tháng này đổi các bạn ạ. Cho nên là hy vọng các bạn nào có nhu cầu mua nick hãy nhắn tin vào số Zalo của mình các bạn nhá. Đấy, chắc chắn đôi nick ở ngoài Zalo thì nó sẽ rất là VIP, cực kỳ VIP. Và Quân Huy thì hiện tại không còn nữa đâu các bạn nhá. Khi nào có Quân Huy mình sẽ báo cho tất cả các bạn. Đấy, hiện tại hết Quân Huy rồi. Hiện tại thì phút thứ 9 của trận đấu và đây là thời điểm mạnh nhất của Tường Gián, thì thực sự mình sẽ cố gắng ép combat bằng được. Và ngoài khi không ép combat thì mình sẽ tập trung ăn các mục tiêu lớn. Đấy, đường trên thì có bắt mãn nó đầy lẻ rồi, đường trên có thêm Kera nó thủ thì không sao, mình sẽ về quay về tập trung ăn những cái con bùa của mình. Khi quét xong một vòng rừng và đường trên có đánh nhau thì đường giữa có đánh nhau kìa, nhưng mà tí mình lui về rồi, cần thiết thì từ từ mình ram thích đến xích luôn. Đây, lướt cho hai kích hoạt đối tài này. Rồi, khi chuẩn bị đánh nhau thì như nào? Chiêu 3 bay vào, đánh thương chiêu 2, đánh thương chiêu 1, xong chiêu 2, hồi chiêu 2, lướt tiếp chiêu 2. Đấy các bạn thấy chưa? Combo rất là easy thôi. Vừa mới múa xương xương như vậy mà ăn được hai mảng rồi. Thế thằng chiêu 3 chiêu 3 hồi này. Ôi hết hiệu lực chiêu 3 rồi. Thôi không bạc đâu. Đấy. Chiêu 3 hết hiệu lực rồi anh em ạ. Cho nên thôi chúng ta lui rồi, điêu má đâu rồi? Ở đây đấy thằng điêu má bắt mãn kìa. Đây. Nhưng mà tình hình cái pha này từ nó vào đấy là mình giết thằng này. Thằng điêu má vào đấy là ôi quả này khó đâu. 18 17 dễ. Ôi giời, tao chơi mình luôn, tao chơi mình luôn. Ôi trời, lù. Các bạn thấy chưa? Đó lý do vì sao mà Cương Lao nó các bạn khi gặp những trận vị tướng này rất là khó đánh. Vì bắt nó rất là khó các bạn, khó bắt nó lắm. Bởi vì kiểu cảm giác như là sát thương có này, hiểu khống chế cứng có này, vẽ ra này, rồi là thêm cả thằng điêu má là thực sự lờ sờ là mình bị bốc hơi ngay lập tức. Cho nên là trận đấu này mình nhờ vào cái sự phản cánh của mình, cho nên mình có thể là sánh được như vậy thôi. Đấy, và mình chỉ chờ vào cái thời mà mình phản level 12 rồi đi thì đó mới có mắt mạnh được thật tốt. Rồi, mình cảm thấy cái lượng sát thương phép của trận đấu này là một đáng ngại, cho nên mình sẽ lấy thẳng phép các bạn nhé, để giúp cho mình tự tin để lao vào combat hơn. Và chắc chắn rồi, bây giờ gặp Pera hay là Kera thì mình sẽ nệm nó như con luôn. Đặc biệt rằng thằng Rioma thì nên nẻ một chút, nhưng nếu mà gặp thì bây giờ mình solo mình trả sửa thằng nào rồi. Rất là mạnh các bạn nhé. Đấy. Rồi, hy vọng sẽ một pha combat thật đẹp dành tặng cho tất cả các bạn nhé. Rồi, các bạn đừng quên thực sự là đấy, một tuần này không bán được cái nick nào, cho nên là mình cảm giác như rất là đủ đập. Rồi, cái quạt chưa, từ ôi trời ơi, chưa kịp làm cái gì để các bạn ăn ngay cái choàng bé ra vắt. Máy mà có kháng phép không là ra đi luôn. Rồi, mình cái pha vừa rồi là mình hút phải 1 tỷ sát thương đấy. Team mình bây giờ combat rất là easy luôn. Đấy, cái thế trận này là cái thế trận cũng rất là ok easy đấy. Và rồi. Và sắp tới đấy thì mình sẽ làm những vị tướng mid và xạ thủ nhá. Bởi vì là ở trong cái mùa này thì mình làm rừng khá nhiều. Và rất nhiều bạn là anh ơi, anh làm đái rắc đi, anh làm các vị tướng đi mid đi, làm vị tướng đi top đi. Rồi, mình đã lắng nghe tất cả các bạn. Và các bạn thật là bình tĩnh nhá. Từ từ mình sẽ làm các bạn. Và bây giờ các bạn hãy xem này. Hãy xem này này, từ để mình sẽ bắn cho các bạn một phá nhá. Đấy, trước khi một lao vào combat thì mình sẽ phải kích hoạt chưa ba. Rồi, chưa ba thằng nào khả năng thằng ra đấy rồi. Từ chạy đi đâu hả con xấu. Tiếp tục thằng bay ra các bạn nhé, hết chiếu này. Rồi chiếu 2 mảnh cực kỳ luôn. Rồi từ từ thích như nào nữa. Đấy, thích như nào. Từ từ chưa ba bay vào. Ôi rồi nó tốc biến anh em ơi. Rồi, mình nghỉ clip đến đây kết thúc rồi. Và hy vọng các bạn xem trận đấu này thật là đà mắt. Và hẹn gặp các bạn ở clip sau. Và tất cả bạn em mai. Yêu bye bye.